Dạ, mến chào quý cô chú anh chị đã trở lại với kênh của Vườn Mai nhà em ngày hôm nay. Trở lại với kênh thì hôm nay Vườn Mai của em có giao lưu một số mặt hàng mai cho quý cô chú anh chị mình chơi Tết. Số điện thoại của em là 0973 658812. Địa chỉ vườn là tại ấp Phú Hội, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Dạ, đầu tiên là em có giống cúc hoa hồng thanh tú nha quý cô chú anh chị. Thì hoa hồng thanh tú đọt non sẽ màu đỏ huyết nha. Thì cái đầu của em là nó đang lên gân xanh cho nên là nó bớt đỏ, chứ khi mà đọt non thì nó đỏ huyết rất là đẹp luôn. Cúc hoa hồng thanh tú, cây là có nút nụ kim sẵn như thế này hết luôn nha quý cô chú anh chị. Cây là có nút nụ kim cho mình chơi Tết như thế này nè. Nên là quý cô chú anh chị mình mua hàng mình cứ yên tâm. Chi tàn cây thì rất là ok. Chiều cao thì em lấy trung bình là từ 40 cho tới 50. Và cây cũng có tán ngang luôn. Có xử lý đế rễ hết nha cô chú anh chị. Gốc thì trung bình tầm cỡ ngón út cho tới ngón trỏ của em. Đây là cái nút nụ của cây nè. Cây là có nụ kim hết. Hoa thì từ 30 cho tới hơn 50 cánh. Này nụ kim rất là nhiều luôn. Hoa từ 30 cho tới hơn 50 cánh. Và hoa chùm luôn nha quý cô chú anh chị. Thì khi mà Tết mình chơi cái hàng này á, mình lặt lá xong mình cho nó đi hoa thì cái đọt non nó ra rất là đẹp. Nó giống như mình vừa chơi hoa mình vừa chơi lá. Nụ kim là có như thế này nha, nên là cô chú anh chị mình yên tâm. Hàng là bao bao kiểm tra hàng luôn, bao chuẩn giống, bao kiểm tra hàng. Giá giao lưu sẽ là 55.000 một cây. Là 5 cây là em sẽ gửi hàng. 5 cây là em gửi hàng nha cô chú anh chị. Dạ, và tính hết chi phí ra thì cũng không còn là bao nhiêu. Mong là quý cô chú anh chị thương tình ủng hộ giúp em. Thì năm nay kinh tế cũng khó khăn quá. 55.000 một cây, 5 cây em gửi hàng, 10 cây em bao ship và tặng một. Nhận hàng thì quý cô chú anh chị mình cứ kiểm tra hàng bình thường nha. Mình nhờ shipper mở hùng ra cho mình kiểm tra bình thường nha. Quá trời nút nụ luôn. Hàng thì mình về là em bao chơi Tết. Kiểu này là dạng bonsai mini để bàn nè. Để bàn uống trà, bàn ông địa ở đầu nha quý cô chú anh chị. 55.000 một cây thôi nha cả nhà. Quý cô chú anh chị mình thấy được thì ủng hộ với phường em nha. Dạ thì hôm nay trời mưa cho nên là hơi ẩm ướt. Quý cô chú anh chị mình thông cảm giùm em nha. Dạ ngoài ra thì em cũng có giao lưu thêm cái hàng giảo siêu bông Sài Gòn. Em làm cũng được một mùa hơn nha quý cô chú anh chị. Cây thì cũng có nút nụ kim cho mình chơi Tết và có thể lấy bo được luôn. Gốc thì trung bình tầm cỡ ngón trỏ cho tới ngón út của em. Và có xử lý đế rễ hết luôn nha quý cô chú anh chị. Giảo siêu bông Sài Gòn thì hoa sẽ từ 6 tới 12 cánh. Và có mùi rất là thơm, hoa to trung bình tầm 7 tới 8 xăng. Cây của em là hiện đang có rất là nhiều nụ kim và cũng đang có đi bông gió luôn nha cô chú anh chị. Hàng thì em sẽ giao lưu với giá là 55.000 một cây. 5 cây em gửi hàng, 10 cây em bao ship và mua 10 em tặng một. Thì ở đây em có mặt hoa lúc sáng của cây nha cô chú anh chị. Rất là đẹp nha cả nhà. Hoa giảo siêu bông Sài Gòn, giống này đi từ cũng khá là mạnh và cũng khá là dễ chăm nha cả nhà. Hoa rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. 55.000 một cây nha. Thì em có giống hoa siêu bông Sài Gòn này và hoa hồng là đồng giá 55.000 nha cô chú anh chị. Dạ tiếp theo là em xin giao lưu cái hàng gốc nhất làm già mùa hơn một chút. Thì tầm khoảng 2 mùa rưỡi cho tới 3 mùa. Đầu tiên là cái loại thọ hương nha cô chú anh chị. Cúc thọ hương, gốc tầm cỡ ngón cái của em hoặc là ngón trỏ nha. Nhưng mà đa phần là tầm cỡ ngón cái. Cây là có củ đế nở hoặc là xử lý đế rễ luôn. Và liền cốt 100% nha quý cô chú anh chị. Có củ đế nở và xử lý đế rễ liền cốt 100%. Em sẽ cho cả nhà mình xem cái phần nút nụ nha. Cây thì rất là nhiều nút nụ luôn. Hàng này thì đã già mùa cho nên mặt hoa nó đã chuẩn rồi nha quý cô chú anh chị. Nút nụ như thế này. Thì đặc điểm của thọ hương là mắt lá nó hưa cho nên là nút nụ nó cũng sẽ hưa. Nhưng mà cây hàng em nút nụ như thế này là rất là đạt rồi nha cả nhà. Hàng này thì mình chơi Tết là hết sảy luôn. Và mình muốn về mình hai chậu mình chơi Tết đó, thì mình có thể hai qua chậu tầm 1 tấc 8 hoặc là 2 tấc 2 nha cô chú anh chị. Mình có hai cỡ chậu đó, mình muốn hai cỡ nào cũng được. Chiều cao em lấy trung bình là 45 cho tới hơn 50. Như cây này là cao tầm khoảng 50-60 nè. Cây này cũng cao tầm hơn 50 luôn. Tán ngang trung bình là tầm khoảng 35-40. Cái này thì tính trừ heo ra chứ thực sự là nó cao hơn nha. À, nút nụ nè quý cô chú anh chị, cực kỳ là nhiều nút nụ luôn. Và lô này thì chi tàn to. Nếu mà mình muốn lấy bo thì một cây như thế này lấy được tầm khoảng hơn 50 bo. Hơn 50 bo nha quý cô chú anh chị. Nút nụ cực kỳ nhiều luôn. Họ hương thì hoa chùm 24 tới 36 cánh. Nó mắc nụ nó hôi nhưng mà khi nở nó sẽ nở chùm. Nhìn cái cây nó rất là đẹp. Giá giao lưu là 80.000 một cây.
3 cây là em gửi hàng, 5 cây là em bao ship và mua 10 em sẽ tặng một. Số lượng em có rất là nhiều. Quý cô chú anh chị mình có nhu cầu nhập sỉ thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại 0973 658812. Hoặc mình mua hàng thì liên hệ qua số điện thoại đó giúp em nha quý cô chú anh chị. Thì ở đây nó cũng có sẵn mặt hoa, em sẽ quay cho cả nhà mình xem. Đây là mặt hoa của nó nha. Nó có chùm này không cô chú anh chị. Đó. Mặt hoa rất là đẹp luôn và mùi cực kỳ thơm luôn nha. Thì cái lô này nụ nó rất là đẹp. Em nho dạt ở dưới lên cho cả nhà mình xem nụ. Rất là nhiều nụ luôn nha cô chú anh chị. Lô này mình mua về mình chơi Tết cũng rất là ok luôn nha. Quá trời nút nụ luôn. Muốn kiểm tra nụ của cây thì mình lọt lên về cho dễ xem nha cả nhà. 80 nghìn một cây nha. Dạ tiếp theo nữa là em xin giao lưu tới một lô giảo siêu nụ nha cô chú anh chị. Thì đây là lô giảo siêu nụ của vườn em. Cây là hiện đang nằm trong chậu 2 và 2 tấc 2 nha cả nhà. Lô giảo siêu nụ thì có nụ rất là đạt luôn nha cô chú anh chị. Dòng giảo siêu nụ hoa sẽ từ 6 tới 12 cánh và đặc trưng là rất là nhiều nút nụ luôn. Nút nụ sẽ như xương cá nha cô chú anh chị. Đây là nút nụ cực kỳ nhiều luôn, nụ chi chít nụ. Đây là đặc trưng của dòng giảo siêu nụ. Nụ rất là nhiều luôn nha cả nhà. Hoa của nó thì cũng có mùi rất là thơm luôn nha cô chú anh chị. Đa phần các dòng giảo thì sẽ có mùi rất là thơm. Em sẽ quay nút nụ cho cả nhà mình xem. Cây rất là nhiều nút nụ luôn nè. Đó. Khi mà Tết mình lặt hoa thì sẽ rất là đẹp. Cây thì cũng có xử lý đế rễ luôn nha cô chú anh chị. Có củ đế nở và xử lý đế bí là so. Rất là đa dạng. Gốc thì trung bình là tầm cỡ ngón trỏ của em nha cả nhà. Trung bình tầm cỡ ngón trỏ của em. Và cây có rất là nhiều nút nụ luôn. Dạ và chiều cao trung bình của lô này em lấy tầm từ chiều cao là tầm khoảng 40 cho tới 50 tùy cây và tán ngang tầm 35 cho tới 40 tùy cây. Giá giao lưu sẽ là 101 một cây. Một cây là em sẽ gửi hàng và ba cây là em sẽ bao ship nha cô chú anh chị. Ba cây là em sẽ bao ship cho mình. Dòng giảo siêu nụ nha. Hiện đang nằm trong chậu 2 tới 2 tấc 2. 101 một cây nha cô chú anh chị. Cây cực kỳ nhiều nút nụ luôn và dòng này phát triển cũng rất là mạnh, phù hợp cả khí hậu lẫn miền Nam lẫn miền Bắc nha cô chú anh chị. Dạ cuối clip ngày hôm nay thì em sẽ giao lưu tới cái hàng chậu 2 và 2 tấc 2 nha. Thì đầu tiên là em có cái giống cúc thanh long nha quý cô chú anh chị. Thì hàng em làm 2 mùa rưỡi tới 3 mùa, gốc trung bình tầm cỡ ngón trỏ cho tới ngón cái của em. Cây có củ đế nở nè và có xử lý đế rễ luôn. Thì đây là cái nút nụ của hàng cúc thanh long vườn em. Thanh long hay mình còn gọi là hương chùm nha quý cô chú anh chị. Thì nút nụ nó cũng giống xương cá vậy. Nụ của nó theo cái kiểu mà có hơi hướng giống đại lộc á. Nó đi xéo xéo như thế này nè, cực kỳ nhiều nụ luôn. Và Tết thì cái hàng này rất được chuộng nha quý cô chú anh chị. Chiều cao em lấy trung bình là 45 cho tới hơn 50. Tán ngang là tầm 35 cho tới hơn 40 nha. Gốc nè, nó như cây này thì bằng ngón cái của em ha. Cây làm già mùa liền cốt, rút cốt qua nha cô chú anh chị. Nên là cái gốc nó rất là to ha. Nè, coi nút nụ nó quá trời luôn cả nha. Hàng này mình chơi Tết là hết sảy nha. Hoa của nó thì từ 24 cho tới 50 cánh luôn. Và hoa của nó rất là to nha cô chú anh chị. Thì nói chung là mỗi một vòng mai em sẽ để mặt hoa nó bên góc trái cho cả nhà mình tham khảo. Chi tàn cây này rất là ok nè. Cực kỳ cao, cực kỳ đẹp luôn ha. Cây xum xuê xanh tốt. Hàng này thì mình chơi Tết rất là ok nha quý cô chú anh chị. Giá giao lưu sẽ là 150 ngàn một cây. Một cây gửi hàng, hai cây là bao ship nha. Ở mùa 10 thì em sẽ tặng một như thường. Ngoài cái hàng thanh long ra thì em còn thêm cái hàng cúc 24. Gốc thì cũng tầm cỡ ngón trỏ tới ngón cái của em. Cây cũng làm già mùa. Và nụ siêu nhiều luôn nha quý cô chú anh chị. Nụ cực kỳ nhiều luôn. Cúc 24 cánh ha. Mắt nụ của nó quá chừng luôn cô chú anh chị. Hàng này mà mình mua về mình chơi Tết hoặc là mình mua đi mình bán lại là hết sảy. Tại vì bây giờ Tết đó, người ta ưa chuộng hàng nụ rất là nhiều. Nên là em lấy hàng nụ em bán nè. Nó cực kỳ đẹp luôn. Cây này chi tàn xum xuê như thế này. Thì chiều cao nó cũng giống cái hàng cúc thanh long luôn. Cũng là 45 cho tới hơn 50. Tán ngang cũng tầm 35 cho tới hơn 40 luôn. Và nút nụ rất là nhiều. Giá thì cũng là 150 ngàn một cây. Một cây em gửi hàng. Hai cây em bao ship mua 10 em sẽ tặng một. Cái dòng chậu 2 và 2 tấc 2 này thì một cây là em gửi hàng rồi ha. Dạ em xin cảm ơn quý cô chú anh chị rất là nhiều vì đã theo dõi clip hôm nay của vườn em. Hôm qua em có hẹn lên clip cây lớn nhưng mà cả ngày hôm nay mưa rất là nhiều cho nên là em quay cây lớn không có được. Mong là quý cô chú anh chị mình thông cảm bỏ qua cho em. Thì ngày mai em sẽ tranh thủ em lên clip cho quý cô chú anh chị mình tham khảo hàng nha. Em xin cảm ơn rất là nhiều. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị trong những video lần sau.